Cách đây gần 2 năm, anh Trần Ngọc Hòa ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư xây dựng mô hình nuôi dúi và mong có lợi nhuận cao. Để vừa làm vừa rút kinh nghiệm, ban đầu anh mua 50 con giống nuôi trong vườn nhà. Tuy nhiên vì là mô hình mới, chưa có kinh nghiệm nên dúi chết khá nhiều vì mắc bệnh đường ruột và hô hấp. Nhưng sau hơn 2 năm tích lũy kinh nghiệm, từ những thành công và thất bại, hiện anh Hòa đã đẩy mạnh mô hình nuôi dúi thương phẩm với tổng số hơn 300 con. Thì mình bắt đầu lập nghiệp bằng một số vốn nhất định là khoảng 100 triệu. Đấy. Mình bắt 50 con giống về và theo quá trình nuôi thì bắt đầu nhân đàn dần dần và hiện tại có số con giống như hiện tại. Nếu tính theo thu nhập á, thì nếu chia bình quân thì khoảng tầm 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Thì mình cảm thấy thì nó cũng là một cái mức thu nhập cho một lao động chính, đủ để một lao động chính trong nhà trang trải cho gia đình thôi. Dúi là loài động vật hoang dã ưa bóng tối, hạn chế ánh sáng trực tiếp và tiếng ồn, ngủ ngày, ăn về đêm. Thức ăn ưa thích của dúi là các loại cây thuộc họ tre, mía, ngô, sắn, cỏ voi. Dúi từ khi còn nhỏ nuôi đến khi sinh sản cần khoảng thời gian 1 năm. Mỗi năm dúi mẹ sinh sản 3 lứa, mỗi lứa từ 4 đến 6 con. Dúi giống sau 3 tháng có thể xuất chuồng, trọng lượng mỗi con khoảng nửa ký. Riêng nuôi dúi thương phẩm thì sau 8 tháng có thể xuất chuồng. Lúc đó dúi sẽ đạt được trọng lượng từ 1,5 kg đến 2 kg mỗi con. Hiện giá thị trường của dúi thương phẩm khoảng 600.000 đến 700.000 đồng một ký, mỗi cặp giống khoảng 1 triệu đồng. Riêng con giống có trọng lượng từ 1,5 kg đến 2 kg có giá khoảng 3 triệu đồng mỗi cặp. Thịt dúi được xem là món đặc sản của các nhà hàng trên địa bàn nên khâu đầu ra cũng khá thuận lợi. Hơn nữa, thịt dúi ngọt, giá trị dinh dưỡng cao nên việc tiêu thụ rất thuận lợi. Theo tính toán, mỗi năm thu nhập từ nuôi dúi thương phẩm và sinh sản cùng cho lãi khoảng 250 triệu đồng. Đây là một mô hình mới, đầu gặp không ít khó khăn về kinh nghiệm, về khoa học kỹ thuật vốn, nhưng anh đã quyết tâm đi các nơi để tìm tòi và về khoa học về để triển khai mô hình. Qua 3 năm thực hiện dự án mô hình thì cũng đã phát triển là tốt, có thu nhập ổn định. Thời gian tới, hội nông dân phối hợp cùng gia đình anh Trần Ngọc Hòa để đẩy mạnh củng cố nhân rộng mô hình nuôi dúi thương phẩm đến bà con trong địa phương. Qua đó phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống ổn định cho bà con. Với thành công ban đầu từ mô hình nuôi dúi của anh Trần Ngọc Hòa, Hội Nông dân thành phố sẽ vận động bà con nhân rộng mô hình, ổn định tiêu thụ để mở rộng sản xuất và tăng thu nhập cho bà con. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, trong tương lai, nuôi dúi thương phẩm sẽ là một mô hình có hiệu quả cao. Qua đó từng bước giúp bà con phát triển đời sống và mang lại nguồn thu nhập kinh tế ổn định.